that she mentioned last Sunday. The thing is, vấn đề là, như tôi đã nói với quý vị lần trước, dù quý vị là ai, quý vị luôn phải trả những gì quý vị nợ, dù đó là những điều sai trái quý vị đã làm cho người khác hay ai đó đã có ân với quý vị. Trong cuộc đời này, quý vị phải trả nợ họ bằng ân huệ hoặc hành động nào đó. Vấn đề là như vậy thôi, nhưng tại sao điều này phải xảy ra? Tại sao Đức Phật, Ngài là Phật, chúng sinh cao đẳng nhất, tại sao Ngài thậm chí phải chịu đựng loại đau đớn hay khổ sở và khó khăn nào đó? Đức Phật đã thành Phật trong hàng ức kiếp và hàng ngàn và hàng tỷ kiếp rồi. Nhưng rồi Ngài giáng trần trong hình hài con người. Hoặc sau đó Ngài luôn tái sinh lại trong vòng luân hồi, mọi lúc, mọi nơi, cho đến khi Ngài trở lại thành Phật, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong tất cả những lần gặp gỡ với chúng sinh khác trên tinh cầu này, hoặc trong thân người, hoặc thậm chí là vị thần trên trời, luôn có những hành động và tương tác giữa Đức Phật hay vị minh sư với chúng sinh khác. Và những tương tác này phải được thực hiện theo như kế hoạch, giống như một vở kịch, như một tấn tuồng đã được viết như vậy, như vậy. Mỗi người phải đóng vai nào đó, dù tốt hay xấu, nếu không thì không thể có mặt trong vở kịch, vở tuồng đó. Đức Phật, chúng sinh cao đẳng nhất trên thế giới này, ngay cả khi Ngài giáng trần làm người, Ngài phải làm điều gì đó sai, thậm chí trái với lương tâm của Ngài, Ngài đã phải làm như vậy. Ngài buộc phải làm điều đó, nếu không, Ngài không thể ở đây, trên địa cầu để làm người. Do đó, một số chuyện về tiền kiếp của Đức Phật, Ngài đã làm điều gì đó trái với lương tâm của Ngài. Tôi đã nói với quý vị rồi. Bị ép buộc bởi sự sắp xếp của nghiệp. Điều tốt nhất là không bao giờ sinh vào thế giới này. Đó là những gì tôi khuyên quý vị. Vì vậy, hãy về nhà nhanh nhất có thể. Hãy rời bỏ nhà tù này. Và đừng bao giờ trở lại. Nếu quý vị sống tốt, tôi chắc chắn quý vị sẽ không trở lại. Sư phụ nhắc nhở chúng tôi thiền nhiều hơn và toàn tâm toàn ý vào việc giác ngộ tự tánh. Thiền nhiều hơn, được không? Từ bỏ tất cả mọi thứ mà quý vị nghĩ là không quan trọng. Chỉ làm những gì tuyệt đối cần thiết trong gia đình hoặc trong xã hội. Rồi quý vị sẽ thấy nhiều hơn những gì tôi có thể kể cho quý vị. Dù tôi nói gì chăng nữa cho quý vị, thì quý vị cũng chỉ nghe lại. Đó không phải là kiến thức của quý vị. Quý vị phải nỗ lực để có được. Quý vị thấy Đức Mahavira đã phải nỗ lực như thế nào rồi. Dù bao nhiêu sự tra tấn và chướng ngại, Ngài vẫn phải tiếp tục. Về quý vị, cuộc sống của quý vị tốt hơn nhiều so với Đức Mahavira. Quý vị nên sử dụng thời gian, đời sống quý giá của kiếp người để nhận ra chân ngã của mình. Cho nên, nếu quý vị muốn nhiều thể nghiệm bên trong hơn, nếu quý vị muốn nhận biết nhiều hơn, thì quý vị phải làm việc chăm chỉ. Đừng để cho ảo ảnh xung quanh quý vị, bất cứ điều gì cám dỗ quý vị, làm quý vị mất tập trung, gây phiền toái hoặc cản trở quý vị. Quý vị phải thực sự thành tâm muốn điều đó. Trên tất cả mọi thứ, thì quý vị sẽ nhận được nó. Đó là điều chắc chắn. Đó là quy luật của vũ trụ. Bất cứ điều gì quý vị sẽ có, bởi vì quý vị có Thượng Đế bên trong. Vì vậy, bất cứ điều gì quý vị muốn, dù sớm hay muộn, nó sẽ hiện ra cho quý vị. Đó là điều chắc chắn. Không điều gì có thể thay đổi luật đó. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng quý vị muốn điều đó. Chắc chắn rằng quý vị muốn nhận biết tự tánh thì quý vị sẽ đạt được điều này. Tôi hứa. So,
Vì vậy, hãy cố gắng nhắc nhở bản thân và tôi đang nỗ lực hết mình để nhắc nhở quý vị bất cứ khi nào có thể. Đó là điều chúng ta phải làm. Nhất tâm, mong cầu, nhận biết tự tánh. Khoan nói đến việc giúp đỡ những chúng sinh khác hay gì cả. Nhận biết chính mình trước, nhận biết mình là ai. Sư phụ cũng khích lệ tất cả hãy cố gắng hết sức ủng hộ Thường Chai và chia sẻ truyền hình Vô Thường Sư với mọi người. Hãy cố gắng chia sẻ tin vui cho tất cả mọi người. Dạy con cái của quý vị bắt đầu từ gia đình của quý vị trước. Dạy con quý vị thành người tốt, ăn Thường Chai và chia sẻ kiến thức của quý vị. Hoặc bất cứ điều gì quý vị biết, chia sẻ truyền hình Vô Thượng Sư cho bạn bè, láng giềng, bất cứ ai quý vị biết, đồng nghiệp, tất cả họ. Đó cũng là một vài việc để làm rồi, và tôi cảm ơn quý vị. Chúng tôi cần rất nhiều người góp sức để cải tiến thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn. Tôi trông cậy vào quý vị, và một số quý vị ngoài kia, một số đồng tu ngoài kia, người không có cơ hội có mặt ở đây hôm nay hoặc vào ngày nào cả, hãy làm công việc của quý vị. Công việc tốt nhất là truyền bá chân lý và lối sống thuần chay để giúp thế giới có hòa bình và để giúp đỡ loài vật không phải chịu đau khổ nào nữa, ngoại trừ quá trình tự nhiên trong đời sống của họ.